Hiện nay một số trường hợp vẫn lách luật thực hiện mua căn hộ nhà ở xã hội cũ khi chưa đủ điều kiện ở tối thiểu 5 năm để bán, thông qua hình thức lập vi bằng. Vậy khi mua những căn hộ này, người dân sẽ gặp phải những rủi ro gì? Và để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn An Bình, văn phòng luật sư Nguyễn An Bình và Cộng sự. Vâng, thưa luật sư, là hiện nay trên thị trường thì có một số môi giới bất động sản đang giao bán những căn nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện để bán. Vậy trong trường hợp này thì người dân mua sẽ gặp phải những rủi ro như thế nào ạ? Theo quy định là cứ 5 năm nhà ở xã hội mới được bán, mới được mua bán chuyển nhượng. Thì bây giờ đúng là thực tế có cái việc là người dân mua bán trao tay theo cái hình thức là vi bằng hoặc là viết tay hoặc là ủy quyền. Thế tuy nhiên thì đối với cái trường hợp mà mua bán dạng như này, nó là giao dịch dân sự vô hiệu. Mà giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, bên nào có lỗi phải bồi thường. Và nó có một cái dở thế này. Đấy, trong trường hợp mà cái bên bán nó là hai vợ chồng, thời điểm mà làm sổ sau 5 năm ấy thì họ lại ly hôn. Ly hôn thì rõ ràng là cái tài sản mà đã bán cho cái ông khách đấy thì là tài sản chung. Mà tài sản chung thì phải cả hai vợ chồng khi ly hôn người ta phải cùng ký. Và lúc bây giờ ly hôn rồi thì mạnh ai nói chặn người đấy chạy, người đấy đi thôi thì làm sao mà có thể ký cho cái ông mua được. Một cái nữa là trong trường hợp thứ hai đó là hai vợ chồng như một bên chết, không còn nữa. Thì nó liên quan đến cái hàng thừa kế của cái người chết. Không phải mỗi ông chồng hoặc mỗi bà vợ ký xong là xong, mà còn phải liên quan đến bố mẹ của cái người chết đấy, con cái của cái người chết đấy. Cho nên cái câu chuyện mua nhà ở xã hội thì nó vô cùng phức tạp trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp tại cái thời điểm mà làm sổ cho cái người mua. Và tôi khuyên chân thành, tôi khuyên có một điều là không nên mua theo hình thức vi bằng. Vâng, thưa luật sư, là bên cạnh đó thì việc mà người dân chuyển nhượng và mua bán các căn nhà ở xã hội thì cần lưu ý điều gì ạ, thưa luật sư? Mua bán lại thì cứ có sổ, cứ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giấy chứng nhận tài sản, giấy sổ hồng, sổ đỏ thì các bạn thì là giao dịch tại văn phòng công chứng là chắc chắn nhất, mà phải giao dịch trực tiếp với cái chủ sở hữu tài sản. Chứ còn thông qua những cái người khác rồi nó lại liên quan đến người thứ ba thì nó rõ ràng là nó qua cầu như thế thì rõ ràng là những cái sự rủi ro nó sẽ càng tăng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bộ Công an vừa có tờ trình dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật cư trú. Đáng chú ý tại dự thảo là cơ quan này đề xuất bổ sung nhiều loại giấy tờ công dân có thể dùng khi đăng ký thường trú. Đó là hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai, giấy tờ, tài liệu chứng minh sổ đỏ do cơ quan có thẩm quyền cấp, đang thế chấp ngân hàng, giấy tờ mua bán viết tay, cam kết về việc không có tranh chấp. Bộ cũng đề xuất quy định hợp đồng thuê nhà phải có công chứng, chứng thực theo quy định của Điều 5, dự thảo luật cư trú, Điều 5 dự thảo. Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, quý 1 năm 2024, toàn quốc có 38 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán với quy mô 5.527 căn. Số căn dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,85% với quý 4 năm 2023. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, hoàn thành 10 dự án mới với quy mô khoảng 4.706 căn. Số căn dự án bằng 34,48% so với quý 4 năm 2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong quý cũng đã có phản ứng tích cực với những chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có gần 9.000 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu của nhà nước chưa bố trí, không có người ở. Những căn hộ này nằm tại 85 chung cư hoặc cụm chung cư trên địa bàn thành phố. Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và quản lý gần 8.500 căn hộ. Ban quản trị, ban quản lý công ty dịch vụ công ích của 39 dự án trong số 85 chung cư và cụm chung cư nói trên đã có các văn bản đề nghị thanh toán chi phí quản lý vận hành các căn hộ trống với số tiền hơn 81 tỷ đồng. Thưa quý vị, thực tế tại nhiều địa phương người dân không thể xây sửa nhà do nằm trong vùng dự án treo. Tuy nhiên tại Đà Nẵng lại đang có những hộ dân dù dự án đã hoàn thành hàng chục năm nhưng vẫn mắc kẹt trên chính mảnh đất của mình và không thể thực hiện các quyền liên quan đến đất đai. Và đó là câu chuyện của 19 hộ dân vùng dự án xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ. Căn nhà ông Trinh nằm xen giữa vùng dự án xử lý nước thải của khu công nghiệp Hòa Cầm và dự án mở rộng đường dọc sông Cẩm Lệ, đoạn qua phường Hòa Thọ Tây từ năm 2005. Sau khi hai dự án hoàn thành, ông Trinh cùng 18 hộ dân tại khu vực này đã mắc kẹt trên chính mảnh đất của mình. Nhà cửa xuống cấp, người dân không được cấp giấy phép xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa. Xong dự án,
nhưng lại không xong về pháp lý cho những thửa đất còn sót lại. Cái mỗi lần đi tiếp xúc là cái gì là bà con ý kiến của vợ là thì cũng kêu đi chờ coi như là trình lên ý kiến lên lãnh đạo cấp trên để rồi là coi như là sẽ công bố cho dân đó, rồi cứ lần nào này lần nào vậy, thành bây giờ cũng nguyện ngọn dân là gì đó, là coi như trong cho các nhà nước coi như là có kế hoạch rõ ràng để cho bà con họ làm lại sổ sách rồi, bởi vì coi như cái tài người dân ở đây là nhờ sống ở lâu rồi. Sau gần 20 năm, những lần kiến nghị lên các cấp chính quyền của 19 hộ dân nơi đây là không đếm xuể. Có những gia đình bị mất bìa đỏ đã 3 năm cũng không được cấp lại sổ mới vì phải chờ công bố điều chỉnh quy hoạch. Vì thế, quyền lợi không thể được đảm bảo. Thì làm thế nào để tranh nhà nước cắt đất cho phép cho dân, trả lợi tự do đất cho dân để thu hồi cắt đất cho con cháu làm nhà làm đồ ra ở tự do. Cho nên là ở đây bức xúc chứ này là cũng yêu cầu ở trên là làm thế nào giải quyết nhanh cho dân ở đây cho được nhờ. Theo những hộ dân này, chủ trương của Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ là sớm điều chỉnh quy hoạch để 19 hộ dân không còn nằm trong vùng dự án, được thực hiện các quyền về đất đai. Tuy nhiên đến nay vẫn bặt vô âm tín. Trả lời kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cho biết, quận đang phối hợp với Sở Xây dựng sẽ hoàn thành phê duyệt quyết định nhiệm vụ quy hoạch trong quý 2 và hoàn thành dứt điểm điều chỉnh quy hoạch trong quý 3 năm nay. Và cái việc điều chỉnh quy hoạch giữ lại đối với 19 hộ này không giải tỏa, giữ lại chính trang và hoàn thành dứt điểm cái việc quyết định về điều chỉnh quy hoạch trong quý 3 năm 2024 là cái thời hạn cuối cùng. Quý 3 năm 2024 cũng chính là thời điểm chuẩn bị vào mùa mưa bão với diễn biến khó lường. Những hộ dân phường Hòa Thọ Tây đang rất mong chờ vào lời hứa của lãnh đạo quận Cẩm Lệ. Sớm có điều chỉnh pháp lý phù hợp để họ sớm được xây dựng sửa chữa nhà cửa, ổn định và có được sự an toàn trên chính mảnh đất hợp pháp của mình. Theo dự kiến, dự án Vietinbank Tower nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sẽ hoàn thành vào năm 2014 với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Thế nhưng đến năm 2024, dự án vẫn dang dở, không khác gì một khối sắt khổng lồ nằm đắp chiếu bên chân cầu Thăng Long. Vừa qua, Bộ Xây dựng cũng đã ra quyết định kế hoạch thanh tra năm 2024. Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra về hoạt động xây dựng một số dự án của 10 đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank. Tòa nhà thực hiện dang dở, nhiều trụ sắt thép của dự án bị hoen rỉ và xuống cấp nghiêm trọng. Xung quanh khu dự án hiện giờ được quây tôn kín, cỏ dại mọc cao quá đầu người vì bị bỏ hoang nhiều năm. Đây là hiện trạng của tòa nhà Vietinbank Tower, tòa nhà trụ sở Vietinbank, nằm ngay bên dưới đường dẫn lên cầu Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chưa thể đưa vào sử dụng và chậm tiến độ cả chục năm. Với diện tích 30.000 m2, dự án được khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Theo thiết kế, dự án gồm hai tòa tháp được liên kết bằng khối đế 7 tầng dành cho các mục đích sử dụng chung như phòng hội nghị, hội thảo, trung tâm thương mại cao cấp, quán cà phê và nhà hàng. Tháp thứ nhất cao 68 tầng, được thiết kế tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu thụ, sẽ là trụ sở làm việc chính của Vietinbank. Tháp thứ hai với 48 tầng sẽ là nơi đặt khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê. Các tầng phía trên của mỗi tháp được bố trí theo đường chéo để tạo thành các góc chữ V, biểu tượng của Vietinbank. Trên thực tế, đây vốn là một dự án treo mà báo chí đã phản ánh trước khi lễ khởi công gần 14 năm trước được tổ chức. Sau hơn gần 14 năm kể từ lễ khởi công, đến nay hình hài của dự án Vietinbank Tower vẫn chỉ là công trình dở dang, hoang phế. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày 10 tháng 5 xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.